Hey, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái đồng hồ. Đồng hồ này á, là mua ở tại cửa hàng nha. Đồng hồ này là Kodisu. Kodisu. Đặc biệt cái đồng hồ này á, nó có nhiều cái chức năng mà giống như đồng hồ khác đều có hết, nhưng mà nó có một cái chức năng đo vòng mà mình khoái thôi. Mình thích nhất là cái chức năng đo vòng này. DC nè. Ở đây đó là DC. DC là đo dòng, và AC. DC A ampere. Các bạn nhìn thấy nè. DC ampere và DC volt. Nó chỉ có mấy cái nút gì thôi, nhưng mà nó rất là đắt tiền các bạn. Có những cái đồng hồ nó tới 5-7 triệu cũng có, nhưng mà cái đồng hồ này á, đặc biệt là mình mua là tại shop á, là 2 triệu. Còn ở trên mạng thì mình sạch nó tới khoảng cỡ 1 triệu mấy à, 1 triệu 8, 1 triệu 8, 1 triệu 6 mấy. Còn những cái loại mà 8-900 ngàn mà cái hiệu giống vậy là hàng không phải là hàng chính hãng nha các bạn. Rồi cái này, hàng này là sản xuất tại Made in Thái Lan. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng nó coi như thế nào nha. Có chức năng gì hay đặc biệt không? Rồi đây là cái sợi dây của nó nè. Mình gặp nó là mình đã mê rồi. Mình thích nhất là cái đo kẹp. Đo này đo kẹp và đo ampe mới hay các bạn. Đo kẹp và đo ampe á là mình rất là thích. Kẹp dòng AC thì cái đồng hồ nào cũng có, nhưng mà kẹp dòng DC á thì nó mới quý hiếm. Rồi. Đây. Bắt đầu bỏ về ha. Ở trên cái sợi dây nó đều có đóng cái chữ nha các bạn. Đóng có chữ hết. Rồi cái kim đo của nó cũng có chữ luôn. Để kim đo nó cũng có chữ luôn nè, cái thương hiệu luôn nè. Đó, ở đây thì mình không có quảng cáo cho cái thương hiệu này, nhưng mà thật ra là mình rất là thích cái đồng hồ như thế này. Đây. Cái kim đó nè các bạn thấy không? Rất là nhọn. Rồi, mình đo thử nha. Thì mình nghĩ nó cũng giống như là một số cái đồng hồ khác thôi, nhưng mình thích ở chỗ là cái DC ampere thôi. Giờ mình bật cái chế độ kim trước nha, đầu tiên nha các bạn ha. Nè. Các bạn nghe nè, cái kim nó kêu nè. Để mình chập kim nha. Mình để hơi lâu một tí xíu thì nó sẽ báo cho mình. Ở đây á, là đo ôm là đo vô tư luôn nha. Còn đo DC đo DC là cũng 600V. Phải không? Đấy, volt 600V. Rồi AC nè. Đây, những cái chức năng này thì cũng giống như các đồng hồ khác thôi. Mình chỉ đưa điện 220 vô mình đo là ok. Còn cái DC này là đo bình, đo ắc quy, đo pin. Đây là đo điện 220, 110, những cái điện mà chưa có qua cái cầu đưa ớt nắng đó. Còn chức năng này là chức năng AC ampe, là mình kẹp vô là nó báo dòng. Ví dụ mà sẽ dây điện mình hai sợi vậy nè. Thì mình kẹp một trong hai sợi đó là sẽ báo dòng trên đây, là cái nhà mình xài bao nhiêu tải bao nhiêu. Thì mình đã lấy công thức đó là B bằng U nhân Y. Thì mình sẽ ra được là Y á là cái dòng này. U là điện thế mà cấp vào trong cái nhà mình là 220, nhân cho cái này là bạn biết công suất của các nhà của bạn xài bao nhiêu. Rồi, cái DC này nè quan trọng nè. Bây giờ mình kẹp cái DC cho các bạn xem nha. Ví dụ như cái dòng sạc này của thằng này nè. Mình kẹp vô thử coi. Đây nè. Cái dòng sạc này là nhưng mà mình kẹp một cộng thôi, cái này nó hai cộng thì mình đo nó cũng không chính xác được, thấy không? Nó báo này các bạn thấy không? Là nó nhảy ra đó. Mười hai volt bảy nha. 12.7 rồi. Này. 11V nha các bạn. 11V là đúng rồi ha. Bây giờ mình cho một cái đo
đôi dòng đi, cung cấp cho thằng này đi ha. Xe này ra một sợ thôi. Rồi cái dòng sạc đó là 4,1 ampe nha. Đó, 4,1 ampe đang nạp vô trong đây. Nó chỉ có 1 nút, 2 nút, 3 nút, 4 nút, 5 nút. Sử dụng rất là đơn giản ha các bạn ha. Rồi. Ở đây là cũng review cho các bạn xem ha. Đây, cái chữ này nó có số seri nè, các bạn lên mạng tìm là có số seri number đó này nha. Và cái chữ các bạn nhìn nó lóng lánh, nó lóng lánh chứ không phải như là cái hàng mà hàng trôi nổi thì nó sẽ nhìn nó không có cứng cáp. Với cái nhựa này các bạn nhìn thấy nó đục 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 nha. Hàng Nhật là cái này là một là cam, hai là vàng, nhưng mà nó đục đục đục. Cho nó khác với những cái màu mà giống như trong trong. Đó, nó phải đục như vậy nè mới là đúng. Mới là đúng hàng nha. Thì các bạn mua ở những cái cửa hàng á thì nó sẽ an toàn hơn, an tâm hơn. Này các bạn thấy không? Cái màu đỏ của nó là nó đục. Những cái nút bấm của chiếc xe Dream ngày xưa hay là những cái nút bấm á, những cái hàng của Nhật á, là các bạn thấy nó cái màu đỏ nó tươi mà nó cái kiểu như là nó không phải là trong trong như những cái màu đỏ của hàng Tàu. Rồi, video đến đây sẽ kết thúc, tạm dừng các bạn ha. Nếu có điều kiện thì chúng ta nên mua một cái điện cái này để nghiên cứu sâu hơn.